Tao đang lo ghê, không biết hả, các bạn con này là con của anh Thắng không nữa. Định qua mặt tôi tới chừng nào đây? Định bắt cái gia đình này hả, nuôi cháu Quang, nuôi con Quang hay sao? Tao mà xét nghiệm ADN ra mà có chuyện gì hả, mày tới công chuyện với tao. Em có gì mà không dám. Sao? Chị thấy 300 triệu đối với lại danh tiếng của chồng chị thì nó sẽ như... Nói nghe nè, cho bà nội xin mấy cọng tóc nha. Đau gì mà đau vậy? Đau. Rồi, con làm gì la âm sầm vậy? Không có được hổn với nội nha. Mẹ nói với bà nội đi, đừng có nhổ tóc nữa, con đau quá. Mẹ, tự nhiên mẹ nhổ tóc của Rô làm gì vậy mẹ? Thì tao nhổ tóc của nó để đi thử ADN. Có phải nó là con của thằng Thắng không? Tao nói rồi á, tao không có chấp nhận mà nuôi cháu Quang trong cái nhà này đâu. Đừng có qua mặt tao. Thôi Rô, con đi vô phòng đi, chút mẹ vô liền ha. Đi đi con. Trời ơi mẹ ơi là mẹ, mẹ nói gì con không hiểu gì luôn á. Thằng Rô không phải là con của anh Thắng thì là con của ai nữa vậy mẹ? Ủa? Con ai mày biết xem mày hỏi tao? Định qua mặt tôi tới chừng nào đây? Định bắt cái gia đình này hả, nuôi cháu Quang, nuôi con Quang hay sao? Ngày hôm qua tôi nghe rõ ràng chính miệng cô nói. Ừ, cái chuyện này á, tao nói thiệt với mày nha, mẹ chồng tao mà biết hả, phải làm lớn chuyện cho coi. Tao đang lo ghê, không biết á hả, có phải thằng con này là con của anh Thắng không nữa. Ừ, rồi rồi, có gì mày gọi cho tao nha. Rồi rồi, tao biết rồi. Tao nói á, trong cái nhà này á, thằng Rô là con thằng Thắng. Mà giờ mày nói không biết phải con Thắng không? Vậy con ai? Vậy là có nghĩa là trước khi mà mày về đây mày làm vợ thằng Thắng á, là mày đã lấy thằng khác rồi đúng không? Mẹ, sao mẹ nói chị kỳ vậy? Con đâu phải là người như vậy đâu. Nhưng mà tao nghi á, thằng Rô không phải là con thằng Thắng. Tao phải đi xét nghiệm ADN. Tao mà xét nghiệm ADN ra mà có chuyện gì hả? Mày tới công chuyện với tao đó. Dạ được rồi mẹ. Đúng là cần phải xét nghiệm ADN, nhưng mà người cần phải xét nghiệm á không phải là con, vì con chắc chắn thằng Rô là con của anh Thắng. Chào chị. Cô hẹn tôi ở đây có chuyện gì không? Chị thừa biết là em hẹn chị ở đây làm gì mà. Em vào thẳng vấn đề luôn nha. Có 300 triệu à, em nghĩ đối với điều kiện của chị á thì nó không có bao nhiêu hết. Mà sao chị lâu dữ vậy? Em á thì em không có muốn làm chính thất hay chính cung gì hết trơn á. Em chỉ cần 300 triệu để nuôi con thôi. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Tại sao hả? Vậy thì để em cho chị coi cái này nha. Chính là vì cái này. Và còn cái này nữa. Không sao. Nếu như mà chị không đưa 300 triệu cho em á, thì em sẽ công khai tất cả những hình ảnh này lên công ty của chồng chị. Lúc đó như nào chị sẽ biết ha. Cô dám? Em có gì mà không dám. Sao? Chị thấy 300 triệu đối với lại danh tiếng của chồng chị thì nó sẽ như... Dám thăm dò ai đó mày? Nè bà già, bà bị điên hả? Bà là ai? Làm cái gì á mà bà đánh tôi? Tao là mẹ chồng của con Dân, là mẹ ruột của thằng Thắng đó. Dạ bác gái. Tao có quyền xen vô chuyện này không mày? Dạ con... Con cái gì? Cái loại trà xanh trơ trẽn như mày, tao nhìn mày cũng đẹp người quá mà. Thiếu gì người ở ngoài á, sao mày không chịu quen? Mà thằng Thắng nhà tao có vợ rồi, tại sao mày cắm đầu vô hoài vậy? Hả? Chuyện có sao á thì con nói vậy thôi. Với lại á, con với Thắng yêu nhau mà. Con nói gì vậy? Tôi với con yêu nhau hồi nào? Nè, mày giải quyết cái chuyện này cho tao đi. Đừng có ra đường chơi bời rồi xảy ra chuyện như thế này, rồi tất cả để cho vợ mình đứng ra chịu, nghe chưa? Cô đúng là mặt dày chơi chẽn mà. Cái trò mà gài bẫy rồi báo có thai á, tôi coi trên phim nhiều rồi, mà tôi không ngờ cô diễn dở như vậy luôn á. Anh mẹ, chuyện không phải vậy đâu. Bữa đó công ty con tổ chức liên quan á, con vui quá cho nên cô uống say, con không biết gì hết á. Tới lúc mà con tỉnh lại á, là con nằm trong khách sạn với cô ta luôn á mẹ. Nè, ý anh á là tôi đang gài bẫy anh đó hả? Không phải cô thì còn ai? Anh, tôi đã tới khách sạn đó nhờ quản lý check lại camera, thấy cô dắt tôi vào khách sạn trong lúc tôi say xỉn. Anh sao? Cô còn chối cãi cái gì nữa không? Được lắm,
cả nhà mấy người hội đồng tôi đúng không? Không sao, nếu như không muốn chịu trách nhiệm á thì con của tôi tự nuôi được. Nè, tôi không có rảnh đâu mà ra đây hội đồng với cô. Thôi được rồi, nếu như mà cô nói đứa bé này là con của thằng Thắng thì cô sanh nó ra đi. Tôi sẽ xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con của thằng Thắng, tôi sẽ lo. Nếu không phải, cô đừng có trách tôi. Tôi sẽ kiện cô về tội vu khống người khác. Mấy người nhớ mặt tôi. Quỷ ma, định qua mặt bà già này hả? Còn anh nữa đó, suốt ngày chỉ biết nhậu với nhẹt bạn với chả bè, xém xíu nó gây họa ra thấy không? Em tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi. Em cũng biết cái tính anh từ trước tới giờ đâu phải vậy đâu. Lần này chỉ là sự cố thôi, tha lỗi cho anh nha. Gây ra chuyện một chút xíu nữa là đổ vỡ chuyện gia đình rồi đó. Xin lỗi là xong hả? Chưa có xong đâu. Mày đi về nhà đi, tao xử mày sao? Con với cái